Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bước vào cái bài học mới, bài học chương số 8, tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam dưới thời kỳ nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1884. Thì nhà Nguyễn là cái triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử của nhà nước phong kiến Việt Nam trước khi chúng ta bước vào cái giai đoạn thuộc địa nửa phong kiến. Chính vì vậy, việc nghiên cứu nhà Nguyễn cũng là một trong những cái bài học rất quan trọng trong cái chương trình lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam. Trước khi đi vào nghiên cứu nội dung của bài học thì chúng ta có cái mục tiêu như sau. Chúng ta sẽ có hai cái mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên thì các bạn cần phải nắm được cái tổ chức bộ máy nhà nước thời kỳ nhà Nguyễn. Và cái nội dung thứ hai, mục tiêu bài học thứ hai cần nắm được những cái thay đổi, cải cách và xu hướng phát triển của tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời kỳ nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn là một trong những triều đại khá là đặc biệt, hoàn cảnh ra đời đặc biệt. Và cái đặc biệt thứ hai, nó là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử của nhà nước phong kiến Việt Nam. Và cái đặc biệt điều đặc biệt thứ ba khiến chúng ta cần phải lưu tâm đến nhiều phần tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Nguyễn, đó chính là vì khi nhà Nguyễn lên ngôi thì nhà Nguyễn quản lý một cái lãnh thổ, một vùng lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ Bắc xuống Nam, và nó tiệm cận với lãnh thổ của Việt Nam hiện tại bây giờ. Vì vậy, khi nghiên cứu về phần tổ chức bộ máy nhà nước thời kỳ nhà Nguyễn, chúng ta sẽ rút ra được rất nhiều bài học để cho cái công cuộc quản lý hành chính cũng như là tổ chức các đơn vị hành chính lãnh thổ ngày nay của Việt Nam. Và để hoàn thành được hai cái mục tiêu bài học chúng ta vừa đề ra ở phần trước thì chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu ba cái nội dung như sau. Nội dung đầu tiên là lịch sử triều đại. Phần này sẽ cho các bạn biết về hoàn cảnh ra đời của thời kỳ nhà Nguyễn. Và với cái hoàn cảnh, bất kỳ một cái triều đại nào các bạn đã nghiên cứu rồi, bất kỳ một triều đại nào khi chúng ta nghiên cứu về hoàn cảnh ra đời, chúng ta sẽ biết được, từ đó chúng ta sẽ lý giải được cái đặc trưng, đặc điểm của tổ chức bộ máy nhà nước đó nó ra làm sao. Cái nội dung thứ hai chúng ta sẽ nghiên cứu là về tổ chức chính quyền ở trung ương, và nội dung thứ ba là tổ chức chính quyền ở địa phương. Chúng ta đi vào cái nội dung đầu tiên, lịch sử triều đại. Thì thời kỳ nhà Nguyễn nó chia thành hai cái giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn phong kiến độc lập tự chủ kéo dài từ năm 1802 đến năm 1884. Trong giai đoạn này thì ở bốn vị vua đầu tiên, Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, là bốn cái vị vua mà có những cải cách lớn về tổ chức bộ máy nhà nước và cũng như là việc xây dựng hệ thống pháp luật, và từ đó tạo nên một cái triều đình phong kiến độc lập tự chủ. Cái giai đoạn thứ hai của nhà Nguyễn là giai đoạn từ năm 1884 đến năm 1945. Thì đây là cái giai đoạn mà thực dân Pháp đã nhúng tay rất là sâu vào trong cái hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước của Việt Nam. Và từ đó thì chúng ta bước vào cái giai đoạn được thuộc địa nửa phong kiến. Và ở trong cái thời kỳ nhà Nguyễn này, chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu cái tổ chức bộ máy nhà nước ở giai đoạn đầu của nhà Nguyễn, tức là cái giai đoạn độc lập tự chủ. Đầu tiên là về hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn. Thì nhà Nguyễn ra đời với công lao của ông Nguyễn Ánh. Và nhà Nguyễn phải chờ đến khi mà cái chết đột ngột của vua Quang Trung Nguyễn Huệ, thì nhà Nguyễn mới tập hợp lực lượng, Nguyễn Ánh mới tập hợp lực lượng và tiến hành đánh nhà Tây Sơn, thống nhất đất nước và mở ra triều đại nhà Nguyễn. Khi nhà Nguyễn được thiết lập thì trong cái hoàn cảnh tương đối là khó khăn. Vì thứ nhất, đây là cái thời kỳ mà hậu nội chiến phân liệt. Tại sao gọi là hậu nội chiến phân liệt? Tại vì các bạn hình dung ở trước cái thời kỳ nhà Nguyễn, khi mà nhà Nguyễn ra đời ạ, thì đó là cái giai đoạn mà đất nước của chúng ta bị chia cắt thành hai vùng, đàng trong và đàng ngoài. Đàng trong là sự cai quản của các chú Nguyễn, đàng ngoài là sự cai quản của vua Lê, chú Trịnh. Sau đó thì chúng ta có cái tình trạng là Nam Bắc Triều. Rồi là cái thời kỳ mà nội chiến chiến tranh phân liệt giữa nhà Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Nó tạo nên một cái trạng thái là một cái trạng thái chiến tranh, hoàn cảnh chiến tranh đặc loạn lạc. Cái thứ hai, cái khó khăn thứ hai mà nhà Nguyễn phải đối mặt khi mà nó ra đời, đó chính là cái hệ thống hành chính ở cái giai đoạn đầu này nó không được chặt chẽ, thiếu thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Địa phương thì cục bộ phân tán và có xu hướng là thoáng quyền. Bởi lẽ các bạn biết rằng là vì nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, nên là các cái địa phương ở từ Bắc xuống Nam nó không thống nhất, nó bị phân chia, nó bị phân tán. Và đây là một trong những khó khăn mà nhà Nguyễn phải đối mặt và phải giải quyết khi mà thiết lập cái triều đại của mình. Tiếp theo, nhà Nguyễn còn phải đối mặt với cái tình trạng bất ổn và chống đối. Sự bất ổn và chống đối thể hiện ở chỗ, thứ nhất, ở đàng ngoài,
đang ngoài đang ở trong cái trạng thái ổn định hơn, nhưng trong xu thế trì trệ bùng nhùng trong thời kỳ hoàng hôn của một thời thịnh trị ở buổi đầu của nhà Lê Sơ, thì các bạn biết rằng là nó ổn định bởi chỗ ở đàng ngoài, tức là vùng Bắc Hà, vùng Thăng Long có lịch sử nghìn năm văn hiến, đúng không ạ? Là cái vùng mà đã trước đây các cái triều đại phong kiến của Việt Nam đã thiết lập nên cái nền quân chủ của mình, và từ đó nó tạo nên cái trạng thái ổn định hơn ở khu vực Bắc Hà. Nhưng ở Bắc Hà thì người dân Bắc Hà, những cái sĩ phu của Bắc Hà thì lại không ủng hộ cho nhà Tây Sơn. Từ đó nó sẽ tạo nên cái trạng thái trì trệ bùng nhùng ở ngoài, đằng ngoài. Còn thứ hai là ở đằng trong là khu vực Nam Hà, tức là cái vùng mà Gia Định, đặc biệt là cái vùng Gia Định nơi mà Nguyễn Ánh nằm gai nếm mật trong cái cuộc khởi nghĩa chống nhà Tây Sơn. Thì mặc dù đằng trong Gia Định là cái đất cơ sở, đất nền tảng của nhà Nguyễn, nơi mà Gia Long, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh tiến hành cái cuộc đấu tranh để chống nhà Tây Sơn, thì nó lại không thực sự là cái vùng đất ổn định, bởi lẽ nó là vùng đất mà nó quần cư của những cái người dân ô hợp. Người dân ô hợp tức là sao? Tức là họ có nhiều nguồn gốc khác nhau, họ nhập cư vào cái khu vực đàng trong và khu vực Gia Định. Chính vì họ ô hợp như vậy, lượng dân ô hợp như vậy, nên nó sẽ có cái xu hướng là gió chiều nào che theo chiều đó. Và họ không có cái gọi là cái văn hiến giống như ở đằng ngoài. Và từ đó nó dẫn đến cái việc là khi mà Nguyễn Ánh lên ngôi thì ông này đã quyết định là chọn cái kinh đô là đặt ở đất Phú Xuân. Biết rằng là Phú Xuân nó là cái vùng đất ở trung độ, đúng không ạ? Vùng đất ở trung độ chính là Huế ngày nay. Tại sao chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là vậy, tại sao ông Gia Long Nguyễn Ánh ông ta không đặt kinh đô của nhà Nguyễn ở thành Thăng Long, kinh đô muôn đời của các cái triều đại phong kiến Đại Việt của Việt Nam, đúng không? Hay là tại sao không đặt ở Gia Định? Gia Định là cái vùng đất nền tảng, đất cơ sở của nhà Nguyễn, của đặc biệt là của Nguyễn Ánh khi mà đánh nhà Tây Sơn. Vậy tại sao lại chọn đất Phú Xuân? Cái điều đầu tiên các bạn dễ thấy nhất đó chính là nó là cái vùng đất nằm ở giữa, nằm ở trung độ giữa đàng trong và đàng ngoài. Cái thứ hai là cái vùng đất Phú Xuân này nó cũng là cái đất mà gọi là đất tổ của nhà Nguyễn. Tại vì cái ông chúa Nguyễn đầu tiên của các vị chúa Nguyễn đầu tiên đã thiết lập cái chính quyền của các cái chúa Nguyễn, đó chính là chính ở cái vùng đất Phú Xuân, chính là cái vùng đất Thuận Hóa mà trước đây chúa Nguyễn Hoàng đã thiết lập nên cái chính quyền của mình. Đó là hai cái lý do để lý giải việc chọn Phú Xuân là kinh đô. Nhưng ngoài ra việc không chọn Gia Định và không chọn thành Thăng Long như cô đã phân tích, không chọn Thăng Long được, mặc dù Thăng Long là kinh đô muôn đời, không chọn được tại vì người dân Bắc Hà, người dân ở đàng ngoài chưa, trong buổi đầu chưa thực sự ủng hộ cho nhà Nguyễn, mà họ vẫn một lòng phò cho nhà Tây Sơn, phò cho nhà Hậu Lê. Cái thứ hai là ở Gia Định như cô đã phân tích thì nó lại quá là bất ổn, nó lại tập hợp của lượng dân cư ô hợp nên không phù hợp để thiết lập nên kinh đô cho nhà Nguyễn, và cuối cùng chọn đất Phú Xuân là vì tiếp theo. Cái tình trạng bất ổn chống đối đó nó không chỉ thể hiện ở bên trong nước, tức là ở mặt đối nội, mà nó còn thể hiện ở mặt đối ngoại. Ở chỗ là khi mà nhà Nguyễn lên ngôi thì nhà Thanh ở bên Trung Quốc vẫn theo cái truyền thống là thừa nhận mình là thiên triều và bắt buộc các cái triều đại phong kiến của Việt Nam khi mà thiết lập thì phải thực hiện bị cầu phong để thừa nhận tính chính thống của vương triều. Thì tương tự như vậy, khi mà Nguyễn Ánh lên ngôi thì ông này cũng thực hiện cái việc cầu phong và cử sứ thần của mình sang Trung Quốc để mà xin nhà Thanh công nhận cái tên, cái quốc hiệu của chúng ta, đó chính là Nam Việt. Và sau một thời gian gay cấn để mà xin được cái tên quốc hiệu thì cuối cùng thì nhà Thanh cũng đã chấp nhận cho chúng ta cái quốc hiệu, đó chính là Việt Nam. Và đây chính là lần đầu tiên cái quốc hiệu Việt Nam được thành lập, chính là dưới thời kỳ nhà Nguyễn. Thứ hai là ở phần phía Tây thì vùng đất Vạn Tượng và vùng đất Chân Lạp, tức là Lào và Miên, thì cái vùng biên giới ở khu vực này nó lại không được ổn định. Và khi mà nhà Nguyễn thiết lập thì cần phải có cái hoạt động là sắp xếp lại cái khu vực ở biên cương, biên giới lãnh thổ ở mặt phía Tây.
Thứ ba đó chính là đối với phương Tây. Đối với phương Tây thì đặc biệt là cụ thể là Pháp, thì khi mà Nguyễn Ánh còn nằm gai nếm mật để mà chống nhà Tây Sơn thì Nguyễn Ánh có nhờ cậy tới lực lượng quân đội của Pháp và đã được Pháp giúp đỡ một tay để đánh nhà Tây Sơn. Thì sau khi mà Nguyễn Ánh giành được độc lập, giành được vương triều thống nhất đất nước thì Nguyễn Ánh phải trả nợ cái mối ân tình, gọi là cái mối ân tình trước đây đối với Pháp. Nhưng mặc dù phải trả nợ mối ân tình nhưng mà cũng phải đề phòng Pháp, tại vì ở trong cái thời kỳ này đó là đang ở trong cái thời kỳ mà các quốc gia ở phương Tây họ đang có cái xu hướng bành trướng và thực hiện việc xâm lược các cái quốc gia thuộc địa. Chính vì vậy, việc đối ngoại với Pháp là một trong những cái bài toán rất là khó đối với vua Gia Long Nguyễn Ánh khi mà lên ngôi. Cái hoàn cảnh, cái yếu tố tiếp theo nó là một trong những yếu tố bất lợi đối với nhà Nguyễn khi mà ra đời, đó chính là lãnh thổ của nước ta thời kỳ nhà Nguyễn lên ngôi thì nó là một cái lãnh thổ mà rất là rộng và phức tạp. Như cô đã nói từ đầu thì lãnh thổ của thời kỳ nhà Nguyễn khi mà nhà Nguyễn thống nhất đất nước và khi mà Nguyễn Ánh thống nhất đất nước và mở ra nhà Nguyễn thì lãnh thổ của nước ta kéo dài từ Bắc xuống Nam và nó tiệm cận với lãnh thổ của chúng ta bây giờ. Và trong với một cái lãnh thổ nó rộng lớn như vậy, nó phức tạp như vậy, nó phân chia thành đàng trong đàng ngoài, nó phân chia thành Nam Hà, Bắc Hà, rồi là khu vực kinh đô ở Phú Xuân như vậy, thì nó rất là phức tạp. Và ở mỗi vùng miền thì nó lại có một cái văn hóa, có một cái nền văn hiến khác nhau. Chính vì vậy, việc quản lý những cái vùng này ra làm sao là một bài toán cực kỳ khó đối với không chỉ Gia Long Nguyễn Ánh mà đối với các vị vua sau này của thời kỳ nhà Nguyễn. Và lát nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem các vị vua của thời kỳ nhà Nguyễn giải quyết cái hoàn cảnh khó khăn này như thế nào, thông qua các cái cải cách về tổ chức bộ máy nhà nước cũng như là về xây dựng hệ thống pháp luật. Tiếp theo chúng ta đi vào tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung ương thời kỳ nhà Nguyễn. Thì về nguyên tắc cơ bản thì nhà Nguyễn được tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Nguyễn được tổ chức theo nguyên tắc tôn quân quyền của Nho giáo và được áp dụng cách triệt để. Và khi mà Gia Long Nguyễn Ánh lên ngôi thì ông chủ trương là lấy Nho giáo làm độc tôn Nho giáo để tổ chức bộ máy nhà nước. Và chúng ta thử xét xem là trong cái tiến trình phát triển của các cái triều đại phong kiến Việt Nam á, thì nếu như Ngô Đinh Tiền Lê là giai đoạn mà xây dựng thiết lập lên cái nền quân chủ chuyên chế, đến thời Lý Trần Hồ là cái giai đoạn mà củng cố cái chính thể quân chủ chuyên chế, đến cái thời kỳ Lê Sơ là phát triển cái chính thể quân chủ chuyên chế. Vậy theo cái tiến trình lịch sử đó thì liệu nhà Nguyễn sẽ là ở cái giai đoạn nào? Có phải là cái giai đoạn tiếp bước lên một nữa trở thành đỉnh cao của cái chế độ quân chủ chuyên chế hay không? Hay lại là một bước lùi so với nhà Lê Sơ? Thì chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi này thông qua cái việc nghiên cứu tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung ương và địa phương dưới thời kỳ nhà Nguyễn. Cái thiết chế đầu tiên trong tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung ương đó chính là Hoàng đế. Thì thời kỳ này vì áp dụng cái tư tưởng tôn quân quyền của Nho giáo, độc tôn Nho giáo nên Hoàng đế về cơ bản vẫn nắm trong tay vương quyền và thần quyền. Tức là mọi quyền lực đều tập trung tuyệt đối vào tay vua. Nhưng có một điều đặc biệt đó chính là quyền lực ở dưới thời kỳ nhà Nguyễn đã đạt đến mức là độc tôn đế quyền. Nếu như ở thời các bạn nhớ lại dùng cô ở cái thời kỳ Lê Sơ, các vị vua của thời kỳ Lê Sơ, đặc biệt là dưới thời kỳ vua Lê Thánh Tông, thì quyền lực của nhà vua như thế nào? Cũng tập trung tuyệt đối vào tay mình, đúng không ạ? Tập trung tuyệt đối vào tay mình. Nhưng chúng ta chưa từng thấy có sự xuất hiện của thuật ngữ độc tôn đế quyền, đúng không? Vậy thì độc tôn đế quyền ở thời kỳ nhà Nguyễn nó khác gì với việc tập trung tuyệt đối quyền lực vào tay vua dưới thời kỳ nhà Lê Sơ? Vậy nó có phải là một bước tiến xa hơn so với cái nguyên tắc so với cái chính thể quân chủ chuyên chế ở thời kỳ nhà Lê Sơ hay không? Thì điều này nó được thể hiện ở chỗ là ở so với thời kỳ nhà Lê Sơ thì thời kỳ nhà Nguyễn họ đã có những cái biện pháp mang tính chất tương đối cực đoan để bảo vệ quyền lợi của ông vua. Điều đó thể hiện thông qua cái việc đặt lệnh tứ bất. Tứ bất tức là bốn cái không bao gồm là không lập tể tướng, không lập hoàng hậu, không lập thái tử và không lập trạng nguyên. Đối với việc không lập hoàng hậu thì chỉ chờ có vị vua đầu tiên là Gia Long và vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn là Bảo Đại thì hai vị vua này có lập hoàng hậu, còn các vị vua còn lại thì không lập hoàng hậu. Ở đây chúng ta có thể suy luận được rằng là cái việc mà không lập tể tướng thì đã được
Thế đã được tiến hành từ thời kỳ Lê Sơ rồi, đặc biệt là dưới cái cải cách của vua Lê Thánh Tông thì ông cũng đã xóa bỏ cái thiết chế tể tướng để nhằm hạn chế cái việc lấn quyền, lạm quyền của thiết chế tể tướng đối với quyền lực của nhà vua. Nhưng việc không lập hoàng hậu, không lập thái tử và không lập trạng nguyên thì đây là lần đầu tiên chúng ta thấy trong lịch sử của các triều đại phong kiến của Việt Nam, đúng không? Và có thể nói rằng là đây là những cái biện pháp mà mang tính chất tương đối là cực đoan để bảo vệ cái quyền lực tuyệt đối của nhà vua, và nó đạt đến mức là độc tôn đế quyền, nó tiến hơn một bước so với cái thời kỳ nhà Lê Sơ. Thiết chế tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu ở Trung ương đó chính là Hội đồng Đình Thần. Hội đồng Đình Thần này thì nó đã được thiết lập từ dưới thời kỳ vua Gia Long rồi, và thậm chí là khi mà Nguyễn Ánh trong cái cuộc nằm gai nếm mật để chống nhà Tây Sơn thì đã có một cái đội ngũ cố vấn cho ông này, và sau này cái cơ quan cố vấn đó, những cái viên quan cố vấn đó họ tham gia vào Hội đồng Đình Thần để tiếp tục cố vấn cho nhà vua. Dưới thời vua Gia Long thì các cái chức quan này, các chức quan trong Hội đồng Đình Thần thì họ có chức năng là tư vấn tối cao, ra các quyết nghị về các vấn đề được giao, và chủ yếu là trong lĩnh vực tư pháp xét xử, đặc biệt là giải quyết cả các công việc liên ngành giữa các bộ với nhau, giữa tất cả liên bộ với nhau thì sẽ do Hội đồng Đình Thần giải quyết. Tức là nó vừa có chức năng trong lĩnh vực tư pháp, vừa có chức năng trong lĩnh vực hành pháp và vừa có chức năng trong lĩnh vực lập pháp. Nhưng mà đến thời kỳ mà vua Vinh Mạng lên ngôi thì ông này đã có một cái sự thay đổi về cái chức năng Hội đồng Đình Thần. Hội đồng Đình Thần đến thời kỳ vua Vinh Mạng thì cái chức năng của nó đã bị giảm sút tương đối nhiều. Và đến thời kỳ vua Minh Mạng thì cơ quan Hội đồng Đình Thần này nó còn chức năng tư vấn tối cao và không được ra quyết nghị nữa, mà chỉ được kiến nghị về các vấn đề chính trị, hành chính và tư pháp mà thôi. Nhìn vào đây các bạn có thể thấy được rằng là cái chức năng, cái vai trò của Hội đồng Đình Thần ở giai đoạn đầu khi mà nhà Nguyễn đang được thiết lập và đã được thiết lập ở giai đoạn đầu, đặc biệt là dưới thời kỳ vua Gia Long, nó có vai trò rất lớn trong việc tư vấn, cố vấn cho nhà vua. Nhưng đến thời kỳ vua Minh Mạng, khi quyền lực được tập trung tuyệt đối thì cái cơ quan cố vấn, cơ quan tư vấn này họ sẽ không còn cái chức năng như giai cái đoạn, không còn nhiều chức năng và vai trò như cái giai đoạn đầu nữa, và quyền lực càng về sau thì càng lại tập trung tuyệt đối vào tay nhà vua, hạn chế sự thao túng quyền lực, sự cố vấn, sự tư vấn của cái cơ quan Hội đồng Đình Thần này. Thiết chế tiếp theo là quan đại thần. Quan đại thần ở đây thì chúng ta có dưới thời kỳ nhà Nguyễn có thiết chế đầu tiên trong hệ thống quan đại thần, đó chính là tứ trụ đại thần, bao gồm Cần Chánh Điện Đại học sĩ, Văn Minh Điện Đại học sĩ, Đông Các Đại học sĩ, Võ Hiển Điện Đại học sĩ. Thì tứ trụ đại thần này nó thay thế cho các cái chức quan trước đây, chức quan đại thần trước đây trong thời kỳ nhà Lê Sơ các bạn, trong thời kỳ nhà Trần và nhà Lý Trần Hồ, các bạn sẽ thấy đó chính là Tam Thái Tam Thiếu, đúng không ạ? Tam Thái Tam Thiếu thì không xuất hiện ở đây nữa, và chính cái chức quan tứ trụ đại thần này nó thay thế cho cái chức danh là Tam Thái Tam Thiếu ở những cái triều đại phong kiến trước đây. Tiếp theo là Cửu Khanh. Cửu Khanh thì đứng đầu triều đình, đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của hoàng đế. Thế trong đội ngũ Cửu Khanh này tức là 10, à cô xin lỗi, tức là 9, 9 biên quan, thì trong đó có 6 biên quan là thượng thư đứng đầu 6 bộ. Tiếp theo là Phụ Chính Đại Thần thì được thiết lập dưới thời kỳ vua Tự Đức, và nó có chức nó vị trí của nó là nó ngang tương đương với chức quan tể tướng đã có ở trước triều đã có ở những triều đại trước triều đại nhà Nguyễn. Cơ quan tiếp theo trực thuộc hoàng đế đó chính là cơ quan nội các. Cơ quan nội các. Nội các này thì đến thời kỳ vua Minh Mạng mới được thiết lập, và nó được thiết lập vào năm 1829. Chức năng cơ bản của nội các là nó là cơ quan văn phòng trung ương, trung tâm điều hành chính sự, tổng hợp thông tin, nắm bắt tình hình ngang với quan tể tướng đã có trước ở thời kỳ triều Nguyễn, và khống chế và giám sát lục bộ. Về quan lại thì ở nội các thì có hai quan chánh tam phẩm và hai chánh tứ phẩm, nhưng đứng sau thượng thư 6 bộ. Ở đây mặc dù nội các có chức năng khống chế và giám sát lục bộ, nhưng về phẩm chất của quan lại ở của quan ở trong nội các thì lại thấp hơn so với thượng thư của 6 bộ. Cái điều này nó nhằm đề cao cái vai trò về chuyên môn của lục bộ. Cơ quan giám sát thì thường sẽ có cái phẩm chất thấp hơn so với cơ quan bị giám sát để đảm bảo người ta ưu tiên cho cái cơ quan chuyên môn hơn. Ở đây thì cô có một lưu ý với các bạn, đó chính là cái việc thành lập nội các này nó xuất phát từ cái nguyên nhân tại sao là ở dưới thời kỳ vua Gia Long thì chưa thành lập nội các, mà đến Minh Mạng thì ông này lại thiết lập những cơ quan là nội các. Thì điều này nó có thể lý giải được rằng là khi mà vua Minh Mạng lên ngôi thì ông này tiến hành cái cải cách ở địa phương, tức là ông này xóa bỏ cái chính quyền cấp thành
chính cấp thành, Bắc Thành và Gia Định Thành. Thì chính vì khi mà xóa bỏ chính quyền cấp thành này thì nó dồn công việc lên cho Trung ương. Và khi đó Trung ương phải giải quyết rất là nhiều vấn đề ở cả Trung ương và ở cả địa phương. Chính vì vậy mà ông thành lập thêm cơ quan nội các để giải quyết một số công việc nó đẩy từ địa phương lên cho Trung ương, là tập trung thêm quyền lực cho Trung ương. Tương tự như cơ quan nội các thì cơ quan cơ mật viện này cũng được thiết lập ra tương tự với cái mục đích của nội các, đó chính là để mà nhà vua có thêm cơ quan để mà quản lý ở địa phương khi mà thực hiện việc bãi bỏ hai cấp là cấp thành, Gia Định Thành và Bắc Thành. Tương tự như vậy thì cơ mật viện cũng thành lập dưới thời kỳ vua Minh Mạng và bao gồm hai ban là Nam Bắc Trương Kinh, chính là Nam Ty và Bắc Ty. Chức năng của cơ mật viện đó chính là cơ quan tư vấn tối cao về quân sự, an ninh chính trị, phát triển kinh tế, dân sinh cho hoàng đế, giám sát công việc của triều đình, trực tiếp soạn thảo các văn bản đặc biệt liên quan đến các vận mệnh của triều đình, là nơi bảo quản các quốc bảo, các tài mật liệu và các bản đồ quốc gia, hàng quốc cấm. Thì quan lại ở đây thì bao gồm 4 vị cơ mật đại thần. Như cô đã nói thì cơ mật viện, cả cơ mật viện và nội các, mục đích thành lập ra của nó là để quản lý thêm công việc của địa phương khi mà loại bỏ cái cấp thành, Bắc Thành và Gia Định Thành, để đẩy công việc của địa phương dần lên cho Trung ương, và từ đó thì Trung ương có thêm nhiều công việc để quản lý ở địa phương, nên là cần thành lập thêm các cơ quan trực thuộc hoàng đế để quản lý trong cái lĩnh vực này. Cái thiết chế tiếp theo trong tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung ương đó chính là cơ quan lục bộ. Lục bộ thì đã được thiết lập ở dưới cái thời kỳ nhà Lê Sơ rồi. Thời kỳ nhà Trần, Lý Trần Hồ cũng đã có nhưng mà chưa đủ 6 bộ. Đến thời kỳ nhà Lê Sơ thì đã thiết lập đủ 6 bộ. Thì nhà Nguyễn vẫn tiếp tục kế thừa cái thiết chế này từ những triều đại phong kiến trước đây và thiết lập đủ 6 bộ, bao gồm bộ lại, bộ hộ, bộ lễ, bộ binh, bộ hình và bộ công. Đứng đầu các bộ này là những thượng thư. Và các bạn hình dung các sáu lục bộ này nó giống như các bộ thuộc chính phủ chúng ta bây giờ. Chức năng của các bộ này là quản lý trong các lĩnh vực cụ thể và thực hiện chức năng hành pháp, thực thi các cái quyết định của hoàng đế, của nhà vua, quản lý các lĩnh vực cụ thể. Nhà Nguyễn thì đi một bước xa hơn so với các cái triều đại phong kiến trước đây trong cái thiết chế lục bộ, nó thể hiện ở chỗ đó là ngoài cái chức năng là chức năng chấp hành, chức năng thực hiện chức năng hành pháp trong tổ chức bộ máy nhà nước thay cho nhà vua, thì lục bộ ở dưới thời kỳ nhà Nguyễn nó còn được tổ chức một cách hoàn thiện hơn, và mỗi bộ thì có các cái cơ quan chuyên môn, có nhiều cơ quan chuyên môn để giúp việc cho các cái bộ này. Và đặc biệt là dưới cái thời kỳ nhà Nguyễn thì có cái chính sách hoạt động giữa các bộ, người ta gọi là chính sách lục bộ tương thông, tức là trong cái hoạt động của các bộ thì giữa các bộ thì sẽ có cái sự liên kết, liên hệ với nhau, hỗ trợ, tương tác với nhau để đảm bảo hiệu quả quản lý của từng bộ được tốt. Thì cái chính sách lục bộ tương thông này nó tương đối là phù hợp và hiệu quả ở trong cái giai đoạn này, và nó các bạn có thể so sánh với hiện đại, các cái bộ của chúng ta hiện đại bây giờ thì không có bộ nào là hoạt động độc lập hết. Mặc dù phân chia thành các lĩnh vực nhưng các bộ nó có sự liên quan mật thiết với nhau. Tiếp theo chúng ta có các cơ quan chuyên môn ở dưới thời kỳ này, thì có cơ quan tư pháp thực hiện chức năng tư pháp giám sát, cơ quan văn hóa giáo dục, cơ quan giao thông đi lạc và cơ quan thực hiện chức năng kho bãi và các cái cơ quan khác. Thì ở đây cô đặc biệt lưu ý với các bạn đó là các cái cơ quan có chức năng tư pháp giám sát. Các cơ quan có chức năng tư pháp giám sát thì nó sẽ thể hiện cho các bạn thấy được cái tổ chức bộ máy nhà nước ở dưới cái giai đoạn này, việc giám sát, việc xét xử các cái quan lại ở trong cái thời kỳ này, nếu mà vi phạm pháp luật, vi phạm các quyết định, các mệnh lệnh của nhà vua thì sẽ bị xử lý như thế nào. Thì cơ quan giám sát đầu tiên ở trong thời kỳ này đó chính là Đô Sát Viện. Đô Sát Viện là cơ quan giám sát trung ương và địa phương. Nó là một cái cơ quan ngang bộ, tức là về phẩm chất thì nó ngang với chức danh thượng thư ở các bộ. Nhiệm vụ của Đô Sát Viện là giám sát hoạt động thực thi pháp luật, giám sát tư pháp, xem xét tư cách phẩm trách của các quan chức nhà nước từ trung ương xuống địa phương, và nó kết hợp công việc với bộ hình và đại lý tự để thực hiện việc xét xử phúc thẩm các vụ án quan trọng và các vụ án có tranh chấp về chứng cứ. Các bạn nhớ lại cái tổ chức bộ máy nhà nước thời kỳ nhà Lê Sơ, cái cơ quan có chức năng giám sát tối cao ở trung ương và địa phương đó chính là cơ quan nào ạ?
cơ quan ngự sử đài, đúng không ạ? Cơ quan ngự sử đài. Thì nay đến thời kỳ nhà Nguyễn thì đã không còn cái cơ quan ngự sử đài đó, mà nó thay được thay thế bằng cơ quan đô sát viện, và chức năng nó tương tự như ngự sử đài trước đây ở dưới thời kỳ nhà Lê Sơ, là chức năng giám sát ở trung ương, toàn bộ quan lại ở trung ương và giám sát cả ở địa phương. Cái cơ quan giám sát đô sát viện này thì về chức năng nhiệm vụ cụ thể của nó thì các bạn có thể xem trên đọc trong giáo trình giúp cô. Ngoài cái cơ chế giám sát thông qua đô sát viện, giám sát ở trung ương và địa phương, thì dưới thời kỳ nhà Nguyễn nó còn có cái cơ quan giám sát là chỉ cái chế độ gọi là cái chế độ kinh lược sứ. Cái chế độ kinh lược sứ này là chính là việc mà nhà vua cắt cử những cái viên giống như những viên thanh tra để mà đi giám sát ở địa phương. Khi mà có những cái thiên tai địch họa xảy ra trong những tình huống bất thường thì nhà vua sẽ điều những cái viên quan là thanh tra để mà thực hiện việc giám sát ở địa phương, người ta gọi là chế độ kinh lược sứ. Ngoài ra thì chúng ta còn có cơ quan giám sát tiếp theo là lục khoa. Lục khoa thì đã được thiết lập dưới thời kỳ Lê Sơ rồi. Dưới thời kỳ Lê Sơ thì đã có cơ quan lục khoa được thiết lập ra tương ứng với lục bộ để mà giám sát cái hoạt động của lục bộ. Thì tương ứng với lục bộ thì chúng ta có lục khoa bao gồm lại khoa, hộ khoa, hình khoa, lễ khoa, công khoa và binh khoa, giám sát tương ứng với các cái bộ tương ứng chúng ta có lục bộ. Tiếp theo là về cơ quan tư pháp thì chúng ta có ở trung ương thì chúng ta bên dưới cái việc xét xử tối cao của nhà vua thì chúng ta có cơ quan xét xử là bộ hình, sẽ thực hiện việc duyệt lại những cái tội nặng và xét cữ những cái tù mục, những tù giam mục cấm. Ngoài ra thì còn có công đồng là cơ quan phúc thẩm tối cao dưới quyền của hoàng đế. Còn ở địa phương thì đối với kinh đô thì sẽ có đại lý tự xét xử tối cao, có tam pháp ty để thực hiện chức năng xét xử. Ở các tỉnh thì có án sát trông coi việc hình án, còn ở các phủ huyện châu thì các viên quan đứng đầu các đơn vị hành chính này sẽ trực tiếp thực hiện việc xét xử. Như vậy chúng ta thấy rằng là cơ quan có chức năng tư pháp, tức là chức năng xét xử, nó được thiết kế khá là đồng bộ từ trung ương xuống địa phương. Còn về các cơ quan về chuyên môn về văn hóa giáo dục thì các bạn có thể tham khảo thêm trong giáo trình giúp cô, và cả các cơ quan về giao thông liên lạc. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. Thì đối với tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương thì nó có một trong là nó có cái cải cách khá là lớn, và cái cải cách này thì nó diễn ra khi mà vua Minh Mạng lên ngôi. Chính vì vậy khi nghiên cứu về tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương chúng ta sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn từ năm 1802 đến năm 1830, tức đây là cái giai đoạn mà vua Gia Lâm lên ngôi và 10 năm đầu của vua Minh Mạng khi mà ông Minh Mạng lên ngôi. Thì tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương trong giai đoạn này thì theo cái chủ trương là áp dụng nguyên tắc trung ương tản quyền và mô hình quân quản. Các bạn nhớ dùng cô cái nguyên tắc này. Đây là cái nguyên tắc và nó cũng thể hiện đặc trưng trong cái tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương trong giai đoạn này là trung ương tản quyền và mô hình quân quản. Chúng ta lại nhắc lại cái thuật ngữ quân quản một lần nữa, đúng không ạ? Thuật ngữ quân quản này, cái mô hình tổ chức quân quản này đã được áp dụng ở dưới thời kỳ nhà đầu của nhà Lê Sơ, thời kỳ nhà Ngô Đinh Tiền Lê. Đúng không? Thì tất cả những cái triều đại đầu của Lê Sơ này, Ngô Đinh Tiền Lê đều ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, và nó thiết lập cái mô hình tổ chức bộ máy nhà nước mang tính chất quân quản, tức là có những đơn vị hành chính lãnh thổ vừa là đơn vị hành chính lãnh thổ vừa là đơn vị quân đội. Thì tương tự như những triều đại trước đây thì triều đại nhà Nguyễn cũng thiết lập ở giai đoạn đầu, cũng ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc sau khi đánh thắng nhà Tây Sơn, thiết lập nên vương triều nhà Nguyễn thì cũng được thiết lập có cái tính chất là hành chính quân quản. Cái nguyên nhân của việc áp dụng nguyên tắc trung ương tản quyền và mô hình quân quản này nó được lý giải thể hiện ở chỗ cái đây là cái mô hình tạm thời để khắc phục cái tình trạng thiếu thống nhất và phức tạp giữa các vùng miền. Chính vì ở mỗi vùng miền nó có cái sự phức tạp, có sự khác nhau, đằng ngoài thì dân Bắc Hà chưa ủng hộ chính quyền nhà Nguyễn, đằng trong thì lại trong cái xu thế bất ổn vì đất gia định thì có quá nhiều dân cư thuộc nguồn gốc khác nhau như là dân cư ô hợp. Nó dẫn đến giữa các vùng miền có sự không thống nhất, và điều đó dẫn đến cái việc là trung ương phải tản quyền ra cho địa phương, để địa phương, từng địa phương có những cái đặc trưng, đặc điểm khác nhau, sẽ có những cách thức quản lý khác nhau. Và cái thứ hai, cái việc mà thiết lập cái chính quyền địa phương theo nguyên tắc trung ương tản quyền, tức là nó vừa phản ánh đây là cái thời kỳ quá độ để xây dựng một cái mô hình hành chính thống nhất từ trung ương xuống địa phương,
Và đây chính là giống như là một cái bài, giống như một cái giải pháp tình thế khi mà những cái vị vua đầu tiên, vua Gia Long mới lên ngôi, thì đây là biện pháp tình thế để mà giải quyết việc quản lý ở địa phương. Và rõ ràng cái chính quyền và trung ương tản quyền và mô hình quân quản này nó không phải là một cái cách thức tổ chức bộ máy nhà nước hiệu quả và tập trung tuyệt đối quyền lực vào tay trung ương và tay hoàng đế. Để thể hiện rõ hơn cái tính chất trung ương toàn quyền và cái tính chất quân quản ở trong cái giai đoạn đầu này, thì chúng ta sẽ đi vào cái tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương trong giai đoạn này. Thì cấp cao nhất ở địa phương ở thời kỳ này đó chính là cấp thành. Thì thời kỳ này ở nước ta được chia thành hai thành, có hai thành là Bắc Thành và Gia Định Thành. Hai thành này thì được thiết lập ở hai cái thời điểm khác nhau. Bắc Thành thiết lập vào năm 1802, Gia Định Thành sau đó 6 năm thì thiết lập vào năm 1808. Đứng đầu cấp thành là các viên quan tổng trấn. Bắc Thành thì có 3 viên quan tổng trấn, Gia Định Thành thì có 7 viên quan tổng trấn. Chúng ta đặc biệt lưu ý đến cái tổ chức cũng như là cái đến nhiệm vụ của cái viên quan tổng trấn ở cấp thành này để các bạn thấy rõ được cái tính chất trung ương toàn quyền và tính chất quân quản. Các bạn thấy rằng là ở đứng đầu là ông tổng trấn, và ông tổng trấn này thì có sắc ấn riêng, trực tiếp điều khiển và kiểm soát các trấn trực thuộc. Việc có sắc ấn riêng nó làm cho quyền lực của các viên quan tổng trấn cực kỳ lớn, và nó giống như là những cái viên những giống như là những cái ông vua nhỏ trong cái lãnh thổ của mình. Và ngoài ra thì ở cấp thành thì còn lập hộ binh hình tào để giúp việc cho tổng trấn, tức là hộ tào, binh tào và hình tào, tức là ba tào để giúp việc cho tổng trấn. Thì các bạn hình dung ở đây hộ, binh và hình thì nó là ba cái lĩnh vực mà thuộc lục bộ, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy bắt đầu có cái sự tương ứng giữa cấp trung ương và cấp địa phương. Ví dụ như ở trung ương có bộ hộ, bộ binh và bộ hình, thì ở địa phương cũng có hộ, hộ tào, binh tào và hình tào. Cái đó nó thể hiện cái sự tương ứng, cái sự thiết lập, cái việc quản lý nó xuyên suốt từ trung ương xuống địa phương. Và đặc biệt cái viên quan tổng trấn này thì ông ta nắm cái quyền lực về mặt quân sự, thống lĩnh quân đội trong cái thành của mình. Và điều này nó thể hiện cái việc là địa phương, đặc biệt ở cấp thành, có quyền lực tương đối lớn, rất lớn. Cấp thành này thì chỉ tồn tại được trong vòng thời gian là 30 năm đầu của vương triều nhà Nguyễn, và nó chính là mấy khâu trung gian đặt giữa trung ương và cấp trấn dinh ở dưới địa phương. Về hình thức và quy mô thì nó vừa mang dáng dấp của một triều đình thu nhỏ, lại vừa mang tính chất của một trấn dinh phóng đại. Trấn dinh là cấp dưới của cấp thành, còn triều đình thu nhỏ nó thể hiện ở chỗ viên quan tổng trấn đấy có cả sắc ấn riêng và thống lĩnh về mặt quân đội ở trong cái thành đó. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái quyền lực của trung ương thời kỳ này ở địa phương nó chưa với tay tới. Quyền lực của trung ương bị chia sẻ cho cấp thành rất lớn và làm cho cái viên quan tổng trấn có quyền lực rất lớn trong cái thành của mình. Về chức năng thì được nhà vua cấp thành, được nhà vua trao quyền theo các quyết định về dân, trong việc quân dân, đối nội đối ngoại. Và đây, như cô đã nói, đây là một biện pháp tạm thời trong 30 năm đầu khi mà triều đình nhà Nguyễn còn non yếu, còn chưa đủ lực để quản lý một cái lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ Bắc xuống Nam. Chính vì vậy phải thành lập nên hai thành để quản lý đảng trong. Bắc Thành chính là đảng quản lý ở đảng ngoài, Gia Định Thành chính là để quản lý ở khu vực đảng trong. Và biện pháp tạm thời này nó sẽ được xóa bỏ khi nào? Được xóa bỏ khi mà chính quyền trung ương nó đủ mạnh, nó đủ cái tổ chức bộ máy nhà nước, nó đủ các cái chức quan để mà quản lý được các công việc ở địa phương, thì khi đó nó sẽ được bãi bỏ, và nó chính thức được bãi bỏ vào năm 1831 và năm 1832 thì cấp thành bị bãi bỏ dưới cái quyết định của vị vua Minh Mạng. Tiếp theo là ở cấp trấn dinh. Cấp trấn dinh này thì các bạn sẽ thấy rằng là đứng đầu nó có các trấn ở phía Bắc và các trấn ở phía Nam. Đối với các trấn phía Bắc thì đứng đầu là các trấn thủ, còn đối với các trấn phía Nam thì đứng đầu là lưu thủ. Thì các cái viên quan đứng đầu ở các cái trấn dinh này thì đều là các quan võ. Nếu như đứng đầu là các quan võ ở cấp thành, các bạn thấy viên quan tổng trấn thống lĩnh về mặt quân đội, còn ở cấp trấn dinh viên quan đứng đầu là quan võ. Điều đó nó thể hiện cái tính chất hành chính quân sự hay là hành chính quân quản trong tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. Rồi có cơ quan giúp việc cho các trấn là hiệp trấn, tham hiệp, cai bạ và ký lục. Rồi là có các cái ty, có lại binh hình để mà
tả thừa thì có lại binh hình, hữu thừa có hộ lễ công. Ở đây chúng ta lại một lần nữa thấy có cái sự thống nhất trong quản lý các lĩnh vực từ trung ương xuống địa phương. Nếu như trung ương có bộ lại, bộ binh, bộ hình, bộ hộ, bộ lễ, bộ công thì tương tự như vậy, các ty ở Trấn Dinh cũng có 6 cái ty như vậy, lại binh hình, hộ lễ công. Và các bạn thấy nó giống tương tự như như cái việc quản lý hành chính ngày nay của chúng ta, tương ứng với các bộ thì ở dưới ở cấp tỉnh, ở cấp huyện và ở cấp xã thì có các cái cơ quan tương ứng quản lý theo ngành dọc. Cấp tiếp theo là cấp phủ huyện châu. Cấp phủ huyện châu thì đứng đầu phủ là chi phủ, đứng đầu huyện là chi huyện, đứng đầu châu là chi châu. Và các cái viên quan phủ huyện châu này chủ yếu là quản lý chung tất cả các lĩnh vực trong địa phương và thực hiện cái việc xét xử, cả chức năng xét xử các vụ án trong cái địa phương của mình. Cấp cuối cùng là cấp xã, tổng xã. Thì đứng đầu tổng là tổng trưởng, đứng đầu xã là xã trưởng. Xã trưởng ở đây thì cũng tương tự như là ở thời kỳ Lê Sơ, đã đặt tên là xã trưởng rồi, không còn đặt tên là xã quan nữa. Và xã trưởng ở thời kỳ nhà Nguyễn cũng do nhân dân bầu, tương tự như thời kỳ nhà Lê Sơ. Và thẩm quyền của người đứng đầu cấp xã đó chính là quản lý việc thu thuế và trật tự trị an trong xã. Chúng ta có nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương trong giai đoạn 30 năm đầu của thời kỳ của nhà Nguyễn, đặc biệt là ở cấp thành. Đây là một cái điều rất là sáng tạo của thời kỳ đầu của nhà Nguyễn đối với cái cấp thành này. Thì đây chính là cái bộ máy mà cầu nối giữa chính quyền triều đình trung ương với địa phương. Và nó là cái sản phẩm trong cái thời kỳ quá độ, là một cái sự sáng tạo của vương triều nhà Nguyễn nhằm vượt qua được những khó khăn ban đầu. Những khó khăn như cô đã trình bày trong cái hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn. Và để đối phó những khó khăn này với một cái lãnh thổ rộng lớn, với một tình hình chính trị bất ổn, có một sự không thống nhất về hành chính lãnh thổ, về việc quản lý ở địa phương, thì việc tổ chức ra cấp thành này và giao quyền lực rất lớn cho viên quan tổng trấn, nó là một trong những cái đòi hỏi bắt buộc đối với những vị vua, đối với vị vua, những vị vua đầu của thời kỳ nhà Nguyễn. Chúng ta đi vào cái tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương trong giai đoạn thứ hai, giai đoạn từ sau cải cách của vua Minh Mạng, tức là từ năm 1831 đến năm 1884. Thì nội dung cải cách ở địa phương này thì chủ yếu là do vua Minh Mạng đưa ra, và cải cách được thể hiện ở chỗ đầu tiên ông này tiến hành việc bãi bỏ cái cấp thành. Cấp thành trước đây nó là một cái sản phẩm của thời kỳ có độ, là một sản phẩm của một cái giai đoạn khó khăn, thì nay khi mà ổn định được tình hình thì bắt buộc phải bãi bỏ cấp thành này, vì nó là một cấp trung gian có quyền lực quá lớn, nó sẽ thao túng cái quyền lực của trung ương khi mà muốn quản lý ở địa phương. Và việc bãi bỏ cấp thành này là chuyện sớm muộn mà thôi. Thứ hai là tiến hành việc tổ chức bộ máy hành chính thống nhất và gọn nhẹ, thống nhất từ trung ương xuống địa phương, phân công phân nhiệm rõ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan chuyên môn ở trung ương và địa phương. Và cuối cùng là tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát ở các cấp hành chính cơ sở. Và cái tổ chức bộ máy để thể hiện, để thấy được cái cải cách của vua, của vị vua Minh Mạng, thì chúng ta sẽ đi vào cái tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương trong giai đoạn sau cải cách. Thì đến đây cấp thành đã được bãi bỏ, vậy cấp cao nhất ở địa phương thời kỳ này nó là cấp gì? Nó chính là cấp tỉnh. Lần đầu tiên cấp tỉnh được xuất hiện, và đây chính là cấp chính quyền địa phương, cấp cao nhất ở chính quyền địa phương, cấp tỉnh. Cả nước được chia thành 30 tỉnh và một phủ. Một phủ này chính là một phủ Thừa Thiên. Đứng đầu của tỉnh đó là các cái tổng đốc, có tuần phủ, bố chính, án sát và lãnh binh để giúp việc cho tổng đốc, và có sự phân công phân nhiệm chức năng nhiệm vụ rõ ràng giữa các cái chức quan trong cái cấp tỉnh này. Tiếp theo là cấp phủ huyện châu thì cũng tương tự như vậy, đứng đầu phủ là chi phủ, đứng đầu huyện là chi huyện, đứng đầu châu là chi châu. Và các cái chức quan này thì các cái chức quan ở phủ huyện châu này thì nó cũng không có nhiều thay đổi so với cái thời kỳ trước cải cách của vua Minh Mạng. Đối với cấp tổng xã thì sau cải cách của vua Minh Mạng thì ở cấp tổng xã người ta không gọi là xã trưởng nữa mà gọi là lý trưởng. Nhưng về cái cách thức bầu chọn thì vẫn là do dân bầu ra, chỉ thay đổi tên gọi mà thôi. Còn chức năng thẩm quyền thì cũng tương tự như cái giai đoạn trước cải cách của vua Minh Mạng. Và ở đây chúng ta sẽ có nhận xét về cái tổ chức bộ máy nhà nước ở thời kỳ nhà Nguyễn. Nhận xét đầu tiên là nhà Nguyễn đã xây dựng được bộ máy quản lý hành chính gọn nhẹ, hiệu quả theo tiêu chí quân chủ trung ương tập quyền tuyệt đối. Việc
Để chứng minh được cái tính chất quân chủ trung ương tập quyền tuyệt đối, các bạn có thể nhìn vào thiết chế nhà vua. Hoàng đế, thiết chế hoàng đế để các bạn thấy thời kỳ nhà Nguyễn áp dụng cái chính sách lệ tứ bất để đảm bảo quyền lực tuyệt đối tập trung vào tay nhà vua. Và cái bộ máy quản lý hành chính gọn nhẹ hiệu quả này thì nó phát huy được cái hiệu lực hiệu quả trong giai đoạn đầu. Khi mà từ trung ương xuống địa phương được tổ chức một cách thống nhất, hiệu quả gọn nhẹ thì quản lý được. Nhưng càng về sau thì khi mà trong tình hình kinh tế xã hội có sự thay đổi, khi mà các quốc gia thực dân Pháp bắt đầu có những cái hành động can thiệp đến hoạt động triều chính cũng như là làm thay đổi cái tình hình kinh tế xã hội, thì khi này cái bộ máy nó còn quá gọn nhẹ, quá đơn giản như vậy thì nó không đáp ứng được cái tình hình hiện tại đặt ra đối với nhà Nguyễn. Và đó cũng chính là một trong những cái nguyên do để lý giải tại sao nhà Nguyễn lại nhanh chóng bị rơi vào cái giai đoạn thuộc địa nửa phong kiến và bị thực dân Pháp can thiệp rất sâu vào hoạt động của nhà nước. Cái nhận xét thứ hai là có sự chọn lọc, tiếp thu, kế thừa, phát triển những tinh hoa văn hóa pháp lý trong tổ chức chính quyền của nhà Minh và nhà Thanh, trân trọng những cái giá trị di sản tiến bộ của lịch sử để lại. Cái này các bạn sẽ thấy được rằng là trong tổ chức bộ máy nhà nước của thời kỳ nhà Nguyễn có học hỏi rất nhiều của thời kỳ nhà Thanh, có học hỏi của nhà Minh, và hơn nữa thì còn kế thừa được cả những cái giá trị trong tổ chức bộ máy nhà nước của các cái triều đại trước đây. Như cô đã phân tích với các bạn, có kế thừa những cái cơ quan từ cái thời kỳ nhà Lê Sơ, và tiếp đó là kế thừa cũng như là học hỏi những cái tổ chức bộ máy nhà nước, những cái thiết chế mà được tổ chức trong tổ chức bộ máy của nhà Thanh ở bên Trung Quốc. Và cái nhận xét cuối cùng là các triều đại đây, nhà Nguyễn là cái triều đại phát triển đỉnh cao, thể hiện sự hoàn thiện của chế độ trung ương tập quyền của nhà nước ta vào thế kỷ thứ 19. Ở đây thì như vậy, theo cái tiến trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng là vậy đến thời kỳ nhà Nguyễn thì nó chính là cái thời kỳ đỉnh cao của cái chế độ trung ương tập quyền, đúng không ạ? Ngô Đinh Tiến Lê xác lập, Lý Trần Hồ củng cố, nhà Lê Sơ phát triển, và cuối cùng là đến nhà Nguyễn là đến đỉnh cao của chế độ trung ương tập quyền, quyền lực tập trung tuyệt đối vào tay nhà vua đến mức độc tôn đế quyền, đó chính là dưới thời kỳ nhà Nguyễn. Và chúng ta cũng kết thúc cái việc nghiên cứu cái nhà nước, cái tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Nguyễn ở đây. Còn đối với phần pháp luật thì các vị vua của thời kỳ nhà Nguyễn, đặc biệt là vị vua Gia Long, thì ông này có ban hành một cái bộ luật, đó chính là bộ luật, người ta hay còn gọi là bộ luật Gia Long, hay còn gọi là Hoàng Triều Luật Lệ. Thì cái bộ Hoàng Triều hay là Hoàng Việt Luật Lệ này á, thì nó được ban hành dưới đời vua Gia Long và được sau này được áp dụng phổ biến ở những cái vị vua sau này. Nhưng mà cái bộ luật Gia Long này thì mặc dù nó có công lao rất lớn trong việc ban hành của ông vua Gia Long, nhưng mà cái bộ luật này thì nếu như so sánh với bộ Cúc Triều Hình Luật của thời kỳ nhà Lê Sơ thì nó lại tương đối là giống các cái quy định trong cái bộ luật của nhà Thanh. Chính vì vậy nó không mang nhiều nét, mang tính chất sáng tạo cũng như là mang cái tính chất dân tộc, thể hiện cái bản sắc dân tộc của chúng ta trong hoạt động lập pháp. Chính vì vậy các bạn sẽ nghiên cứu thêm cái phần pháp luật của thời kỳ nhà Nguyễn ở trong giáo trình giúp cô. Và chúng ta kết thúc cái bài học này ở đây.